đọc truyện. Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Tác giả: Thiên mệnh phản phái, tự truyện gốc là Ta. Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 2191 tốt nhất đừng nên nhúng tay vào thì hơn đi theo phía sau ngao địch tiên vương còn có vài chân tiên vài nam nữ thoạt nhìn còn rất trẻ đó là ngao linh công chúa nghe nói là thiên kiêu xuất sắc trong nhóm đồng trang lứa ở đông tiên vực có được tư cách tiên vương chi tư không nghĩ tới ngao địch tiên vương thế mà lại dẫn theo hậu nhân này ta còn tưởng rằng hắn sẽ giống như các thế lực còn lại để hậu nhân rời đi rất nhiều khách nhìn ra phía sau ngao địch tiên vương một thiếu nữ thoạt nhìn linh hoạt tinh nghịch. Long giác linh động ống ánh động lòng người. Trên mặt nàng mang theo nụ cười, nàng mặc váy dài lưu tiên màu lam nhạt, dáng vẻ tươi tắn tạo nên một khung cảnh cực kỳ đối lập đối với vẻ nghiêm túc nặng nề của mọi người xung quanh. Chẳng qua vài tộc nhân bên người nàng đều bảo vệ nàng, nghiễm nhiên đi theo sau ngao địch tiên vương, không rời ba bước. Rất nhiều người đều nhìn ra tầm quan trọng của nàng, bằng không cũng không có khả năng được ngao tộc bảo vệ như vậy. Hiện giờ Nguyệt Vương đang ở nơi nào? Ngoại hình của ngao địch tiên vương là nam tử trung niên. Không giận mà tự uy, con ngươi hiếp lại, dường như có vũ trụ sao trời đang diễn hóa ở bên trong. Hắn mở miệng dò hỏi rất nhiều hạ nhân của Nguyệt Vương Phủ, vẻ mặt ẩn chứa vài phần phẫn nộ. Thân là tiên vương, hắn đích thân tới nơi đây, Nguyệt Vương thế nhưng không tự mình tới đón tiếp mà lại để mấy hạ nhân đứng chờ ở cửa, thậm chí ngay cả bóng dáng chân tiên cũng không nhìn thấy. Ngao địch tiên vương bớt giận. Lúc này, một bóng người đã đi tới, người nọ mặc chiến giáp màu bạc, khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuấn. Đúng là chuẩn tiên vương Bạch Xuyên. Hắn chấp tay, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Ngao địch tiên vương đi qua bên kia với hắn. Rất hiển nhiên hắn và Ngao địch tiên vương là người quen cũ, quan hệ cũng không bình thường. bạch xuyên nhìn thấy bạch xuyên hiện thân, ngao địch tiên vương khẽ gật đầu, phẫn nộ trên mặt cũng tiêu tán không ít. sau đó cũng không quan tâm tới nhiều hạ nhân của nguyệt vương phủ đang nơm nớp lo sợ, theo bạch xuyên đi qua một bên. rất nhiều khách khứa nhìn thấy một màn này thì lại hoang mang trong lòng, luôn có cảm giác dường như hôm nay sẽ xảy ra đại sự gì đó. chuẩn tiên vương bạch xuyên biến mất mấy ngày, đúng hôm nay mới hiện thân trước đó rất nhiều người còn tưởng rằng hắn đã rời khỏi Nam Tiên Vực. Xem ra đúng như lời ngươi nói, hiện giờ Nguyệt Vương đang bị khống chế. Ngao địch Tiên Vương và Bạch Xuyên cùng nhau nói chuyện, không gian bên cạnh hai người mơ hồ, người ngoài căn bản không thể thấy rõ nơi này. Hơn nữa bọn hắn đều dùng tinh thần để nói chuyện, cũng không lo lắng bị những người còn lại nhìn lén phát hiện. Ta trở lại Nguyệt Vương phủ mấy ngày, nhưng mà cũng chỉ thấy mặt này của Nguyệt Vương, động phủ mà ngày thường nàng tu hành ở gần đây, không ai có thể tới gần, cho dù là ta cũng không được. Bạch Xuyên lắc đầu, trên mặt vốn dĩ lạnh lùng cũng lộ ra chút nghi ngờ và không tin. Quan hệ của hắn và Ngao Địch Tiên Vương thân thiết, khi rèn luyện ở Đông Tiên Vực đã kết bạn với Ngao Địch Tiên Vương, thậm chí còn lén gọi nhau là huynh đệ. Ta thấy ngươi không cần quá lo lắng cho an nguy của Nguyệt Vương, xem xét tình thế hiện giờ của Tiên Vực người kia hẳn là có mục đích khác không có khả năng sẽ hủy diệt tiên vực dễ dàng như vậy ngao địch tiên vương biết được bạch xuyên có tình cảm với nguyệt vương lúc này cũng chỉ trấn an nói tuy nói như thế nhưng ta còn lo lắng hắn sử dụng thủ đoạn gì đó để khống chế nguyệt vương bệ hạ cho nên ta mới cầu xin lão ca ngươi tới giúp ta trong buổi yến hội này lấy cử huyền thần giám nhìn lén thật hư bạch xuyên than một tiếng lời nói khó tránh khỏi có chút lo lắng mà cửu huyền thần giám trong miệng hắn chính là một món chí bảo của đông tiên vực có được huyền diệu vô tận niên đại cổ lão đến mức không thể nghiên cứu nghe nói là được mang tới từ ngoại vực từng bị một tiên vương chấp chưởng món chỉ bảo kia có thể chiếu xuyên thính mị kiều miễn thông hiểu tương lai hư vô về sau lưu lạc tới trong tay hải tộc hiện giờ món chí bảo này đang ở trong tay ngao địch tiên vương cho nên Bạch Xuyên dự định ở trong buổi yến hội này để ngao địch tiên vương giúp hắn dùng cửu huyền thần giám điều tra trạng thái hiện giờ của cố trường ca xem như thế nào. Ngao địch tiên vương nghe vậy thì hơi trầm mặt, sau đó mới gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Hiện tại cũng không phải lúc để nói chuyện, có chuyện gì ngày sau chúng ta bàn lại. Hiện giờ trong Nguyệt Vương Phủ sinh linh đông đảo, hắn lo lắng bị các tiên vương còn lại nhìn ra điểm khác thường bạch xuyên gật đầu sau đó hai người tách ra không nói chuyện với nhau nữa đương nhiên là hắn không dám ra tay với cố trường ca nhưng lại tính toán xuống tay từ chỗ khác hắn muốn cứu nguyệt vương thoát khỏi biển lửa loại chuyện này vẫn nên đừng nhúng tay vào thì hơn ngươi cũng đừng quên lần này chúng ta đến đây chỉ để xem kịch sau khi ngao địch tiên vương và bạch xuyên tách ra hắn cũng không theo những người khách còn lại đi vào chỗ sâu trong rừng tiên trước mà tìm thấy thiếu nữ mặc váy lưu tiên màu lam đang ở bên cạnh đầm sâu nhàn nhãn dạo quanh. Khóe miệng nàng mang theo ý cười, hoặc nhìn rất hoạt bát, bàn tay đẹp nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc đặt ở sau lưng, dường như tâm trạng rất tốt. Đó chính là thiên chi kiêu nữ Ngao Linh có được tiên vương chi tư của Ngao tộc. Nơi này không có người ngoài, ở trước mặt người này thái độ của Ngao địch tiên vương thậm chí có vẻ hơi tôn kính, hành lễ như thể hậu bối. Chương 2192 đã từng gặp mặt hắn nhưng mà tiểu tổ ngao tộc chúng ta không làm gì cả chỉ ở bên cạnh xem kịch liệu có khiến cho người nào đó bất mãn không ngao địch tiên vương cung kính hỏi sẽ không nếu thật sự là lời của người đó hắn sẽ không đáng sợ như trong lời đồn thật không biết những hậu nhân như các ngươi làm sao tới được từ cấm kỵ kỷ nguyên trước đây khi phụ hoàng ta còn sống ta đã có duyên gặp mặt hắn thậm chí còn từng lén ngưỡng mộ hắn đáng tiếc lúc ấy ta quá nhỏ có lẽ hắn cũng không nhớ được ta ngao linh ném một cục đá xuống hàng đàm ở phía trước giọng nói có vẻ rất tùy ý thậm chí còn có chút không để ý tuy nhiên lượng tin tức ẩn trong đó lại khiến trong lòng ngao địch tiên vương sợ hãi hắn chỉ biết tiểu tổ trước mắt này có bối phận rất dọa người khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng được còn bắt nguồn từ thời đại xa xưa hơn cả cấm kỵ kỷ nguyên được nàng gọi là thời đại thần thoại tiên thiên nhưng không nghĩ tới rất lâu trước kia nàng đã từng gặp qua người đó thời đại thần thoại tiên thiên là một thời đại không tìm thấy bất cứ ghi chép nào trong điển tịch có thể nói là lội ngược dòng về thuở khai thiên tích địa trước tấm kỵ kỷ nguyên còn có vô số kỷ nguyên giống như có tầng vách ngăn không muốn cho người khác biết được nếu không phải thiếu nữ ngao linh trước mắt nói cho ngao địch tiên vương biết hắn cũng sẽ không biết rằng thế gian này còn có một thời đại cổ xưa đến như vậy hơn nữa Thiếu nữ trước mắt này đến từ chính thời đại kia, nàng vẫn luôn bị phong ấn, cho đến gần đây mới thức tỉnh ở chỗ sâu nhất chỗ cấm địa của ngao tộc. Nói đến bối phận, ngao địch tiên vương gọi nàng một tiếng tiểu tổ cũng không quá chút nào, thậm chí có thể nói đó là vinh hạnh của hắn. Bởi vì ngao linh chính là con nối giỏi của Long tổ. Long tổ được xưng là vạn long chi tổ, hiện giờ ngao tộc cũng chỉ có dòng huyết mạch này chảy xuôi mà thôi, căn bản không phải long tộc thuần khiết có thể nói cho dù là tổ tiên đời đầu của ngao tộc ở trước mặt ngao linh thì cũng phải cung kính mà kêu một tiếng lão tổ. Thế nên cho dù là một tiên vương tuyệt đại, ngao địch cũng phải cung kính vô cùng đối với người này, ở bên cạnh bảo vệ sự an nguy của nàng, một tấc cũng không rời. Đương nhiên, dưới cái nhìn của người ngoài, hắn như vậy là vì rất thương yêu hậu bối này. Bởi vì ngay cả tộc nhân cũng hoàn toàn không biết thân phận thật sự của ngao linh nếu như tiểu tổ có quen người này ta đây sẽ không lo lắng nữa ngao địch tiên vương cung kính nói tuy rằng ngao linh trước mắt nhìn như tay trói gà không chặt nhưng thật ra lại sâu không lường được trong cơ thể này phong ấn lực lượng cực kỳ đáng sợ trước đó nàng đã từng để lộ khiến cho hai đầu gối hắn mềm nhũng trực tiếp quỳ xuống đất hơn nữa đoạn thời gian này từ những gì mà ngao linh tiết lộ rất nhiều sinh linh ở thời đại thần thoại tiên thiên đều đã quay trở về hiện giờ tuy rằng thế cục tiên vực hỗn loạn bất an nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục tương lai bên ngoài mảnh thiên địa này có tồn tại vô thượng đang nhìn chăm chú hết thảy chờ đợi thời cơ thích hợp để giáng lâm thật ra ta lại muốn nhìn thấy người này vạn cổ đều như hư không ở thời đại này ta còn có thể gặp lại người đã từng ngao linh khẽ lắc đầu vỗ tay sau đó đi đến chỗ sâu trong rừng tiên trúc nơi đó sương trắng trôi nổi đình đài lầu các tọa lạc khách đã chờ đợi từ lâu chẳng qua ở chỗ sâu nhất trong đạo đài vẫn tràn ngập ánh sáng mênh mông thấy không rõ lắm có hỗn độn khí bao phủ che đậy hết thảy tầm nhìn nguyệt vương đã sắp xếp đám thị nữ chuẩn bị nước trà cho một đám khách nhân từ lâu nếu bỏ qua bầu không khí ở nơi đây thì ngược lại có chút dáng vẻ của hội luận đạo thời kỳ tiên cổ bằng hữu nhiều năm không gặp đều ôn chuyện ở nơi đây rất nhiều chân tiên trên mặt lộ ra vẻ cảm khái ai có thể ngờ sẽ có một ngày như vậy nghe nói ngay cả tiên vương cường đại cũng sẽ bị thanh tẩy ngược lại ta rất chờ mong trong cảnh loạn lạc này tỷ lệ sống sót có thể lớn hơn có liên quan tới dị tượng thiên địa ngày hôm qua ta lật xem sách cổ thì biết được dường như có liên quan đến thương mang chi địa ở nơi xa có lẽ trong tương lai tiên vực sẽ gặp phải chuyện lớn gì đó bọn hắn nói chuyện ở đây nhưng khi vừa nhìn thấy ngao địch tiên vương dẫn theo ngao linh đi tới từ nơi xa thì đều biến sắc vội vã ngậm miệng lại mà thật ra có rất nhiều người vô cùng tò mò cảm thấy ngao địch tiên vương đối xử với hậu nhân cũng quá tốt rồi thế mà còn dẫn nàng theo bên cạnh có thể nói là một tấc cũng không rời trên ngọn núi cũng có rất nhiều tu sĩ ngồi xếp bằng tất cả đều là hào hùng một phương đặc biệt là tu sĩ lĩnh vực nhân đạo đều là người xuất sắc của các tộc. Hay như tồn tại sừng sững ở tiên đạo, đều dựa về trước, cách đạo đài rất gần. Mà ngao địch tiên vương thì đang nghỉ ngơi ở đình riêng biệt, mang theo rất nhiều người trong tộc chờ ở nơi đó. Chương 2193. Có kẻ muốn thăm dò, họ tới tận bây giờ, một đám khách vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Nguyệt vương, ngược lại ở bên ngoài phủ càng ngày càng có nhiều ánh sáng chiếu xuống, đều là các đại nhân vật khắp tiên vực. Trong đó còn có người quen cũ của ngao địch Tiên Vương. Một lão Tiên Vương đến từ Đông Tiên vực, tên là Cổ Huyền Tiên Vương. Phía sau Cổ Huyền Tiên Vương dẫn theo hai đồ đệ của hắn, một nam một nữ, tu vi đều đã đạt tới chân tiên cảnh, trong đó có một người gần như đã chạm đến cánh cửa nửa bước Tiên Vương. Nếu cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai chưa chắc sẽ không thể không đạt tới cảnh giới Tiên Vương. Số lượng Tiên Vương bên ngoài Đông Tiên vực cũng không nhiều. Hiện giờ Ngao Địch Tiên Vương và Cổ Huyền Tiên Vương đã đến, gần như đã là lực lượng tuyệt đối của Đông Tiên Vực. Sau đó, Tiên Vương của Bắc Tiên Vực cũng đã đến, ba người tề tụ, có lão già đầu bạc trâu trắng, tên là Khô Âm Tiên Vương. Còn có Tiên Vương cả đầu đều là tóc dài màu đỏ, tên là Xích Luyện Tiên Vương, cùng với một Tiên Vương chữ công khác. Ba người đến từ Bắc Tiên Vực, mang theo không ít nhân mã, có chân tiên, cũng có nhiều kẻ thành đạo, cũng có không ít hậu bối trẻ tuổi. Nguyệt Vương vẫn chưa xuất hiện. Vậy khi nào nàng tới đây? Lão cổ Huyền Tiên Vương của Đông Tiên vực mở miệng dò hỏi, thái độ rất khách khí. Đối mặt với hạ nhân Nguyệt Vương phủ cũng có vẻ cực kỳ hòa ái. "Hồi bẩm Tiên Vương, Nguyệt Vương bệ hạ chỉ phân phó ta ở chỗ này sắp xếp tiên yến, còn khi nào hiện thân ta cũng không biết." Hạ nhân Nguyệt Vương phủ cung kính nói, đối mặt với ánh mắt của mấy tiên vương Khiến Tráng nàng chảy mồ hôi, nơm nớp lo sợ. Nghe vậy, mấy tiên vương ở đây không nói thêm gì, thu hồi ánh mắt, đều yên tĩnh chờ đợi, hoặc là phẩm trà, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là nói chuyện riêng với nhau. Bọn hắn cũng không phải đến vì Nguyệt Vương. Chỉ là muốn từ chỗ Nguyệt Vương phán đoán an nguy của bữa hồng môn yến này. Đương nhiên nếu bọn hắn đến đây, thật ra đã chuẩn bị xong tư tưởng không cách nào rời đi đã sắp xếp ổn thỏa rất nhiều chuyện trong tộc. Mà sau đó, một tiên vương cổ xưa xuất hiện từ chính vùng cấm của đông tiên vực, khiến mọi người nơi đây đều giật mình, không nghĩ tới bên trong vùng cấm kia, thế mà còn có người tồn tại. Đặc biệt là ngao địch tiên vương và lão cổ huyền tiên vương, bọn hắn đều cho rằng vùng cấm kia sắp khô kiệt. Đã không còn sinh cơ từ lâu. Nếu là mệnh lệnh của người kia, lão hủ làm sao dám không tới chứ? lão tiên vương của sinh mệnh cấm khu này trên người tràn ngập hơi thở hữu bại cũng không giống với những tiên vương còn lại đang trong trại thái đỉnh phong như vậy hắn nhếch miệng cười giọng nói khàn đục như cổ thụ sắp khô kiệt trung tiên vực chẳng lẽ không định tuân theo mệnh lệnh thời gian chậm rãi trôi đi một đám tiên vương lại không nhìn thấy bóng người của trung tiên vực không khỏi suy đoán ầm ầm có người ánh mắt thâm thúy có dị sắc xẹt qua có người từng trải ngồi ngay ngắn ở nơi đó không nói lời nào mà có người như đoán được gì trước dị vực bên kia dường như có pháp chỉ gì đó được đưa tới trung tiên vực hai bên đang thảo luận cách đối phó gì đó chẳng lẽ dị vực định liên thủ với trung tiên vực có tiên vương nhịn không được suy đoán như thế ầm uhm. đột nhiên cuối vũ trụ trống rỗng nơi xa xuất hiện một thân ảnh mơ hồ nhìn xuống vạn cổ càng khôn mang theo hơi thở độc bá thiên địa lấp loáng ở chỗ sâu tinh vực thiên địa rộng lớn đều lay động theo vạn vật đau đớn lúc này vô số sinh linh quỳ sát xuống quỳ bái về phía hướng kia ngay cả chân tiên thì tim cũng đập nhanh một tiên vương nhưng mà hơi thở này dường như không phải mấy tiên vương trong nguyệt vương phủ lập tức nhìn qua có người mày nhíu chặt lại trong lòng trào dân cảnh giác và không thể tưởng tượng hay là có người còn dám động thủ ngay lúc này quả thực to gan lớn mật ha. Đôi mắt ngao địch tiên vương hiếp lại. Đứng dậy trên đình, nhìn về phía xa. Ngao Linh bên cạnh hắn lại lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, nói. Đây cũng không phải chân thân của tiên vương mà là pháp thân tín ngưỡng cô động bằng cái giá lớn. Muốn ngưng tụ pháp thân tín ngưỡng cũng không khó, nhưng khó ở chỗ chính là pháp thân có được chiến lực của tiên vương. Mà thân ảnh độc bá thiên địa hiện lên ở nơi xa kia, hiển nhiên thực lực đã vượt qua đa số tiên vương hơi thở rất hỗn loạn khó có thể phán đoán chân thân là ai kinh biến này khiến cho tất cả khách khứa bên trong nguyệt vương phủ đều chấn động không thể tin tưởng những sinh linh bình thường lúc này đã nhịn không được quỳ rạp xuống muốn dập đầu với nơi đó căn bản không thể nhận được uy áp tiên vương có ý phát tán ra xem ra là cô động thông qua cấm khí thần bí nào đó sau lưng không chỉ có một tiên vương Ngao Linh mở miệng nói. Ầm. Um. Mà ở khu vực kia, giờ phút này lại hiện lên một hư ảnh, mông lung mơ hồ, nhưng mà đỉnh thiên lập địa, nó dường như từ thân pháp hóa thành, đứng sừng sững ở trong vũ trụ nhìn xuống vạn cổ. Tiếp tục ở khu vực kia. Một hơi thở kinh khủng khác mênh mông cuồn cuộn, một ánh sáng bất hủ xé mở vũ trụ, giống như có một con người của sinh linh vô thượng, đó là ánh mắt lạnh nhạt của hắn. Hơi thở kinh khủng chấn động vũ trụ tràn ra, che trời lấp đất, trong lúc nhất thời, hàng tỷ tinh vực đều đang rung rẩy, chương 2194. To gan lớn mật. Từng đạo thân ảnh khí phách sừng sững xuất hiện giữa vũ trụ, ánh mắt lạnh nhạt quan sát vạn cổ tuế nguyệt như thể bọn hắn đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Dường như phương thế giới này đang không ngừng dung nạp khí tức của bọn hắn. Chỉ là con người treo cao ở đó như một vòng huyết nguyệt đáng sợ không có một tia cảm xúc. Ầm. Toàn bộ vũ trụ đều sợ rung quét ngang khắp Nam Tiên vực, đây là uy thế thuộc về Tiên Vương, một khi khôi phục hoàn toàn sẽ dễ dàng nhấn chìm thiên địa. Loại động tĩnh này quá lớn, sự hồi phục của bất kỳ một vị Tiên Vương nào đều là đại sự oanh động toàn bộ vũ trụ. Ngày hôm nay lại có khí tức siêu việt của nhiều vị Tiên Vương đã hoàn toàn bộc phát ở nơi này. Không cần phải nghĩ cho dù tu sĩ và sinh linh bình thường cũng đều biết có một rắc rối cực kỳ lớn đã xảy ra. Tất cả khách trong Nguyệt Vương phủ đều khiếp sợ nhìn vào nơi đó. Ở nơi tận cùng của vũ trụ, uy lực huy hoàng của Tiên Vương bộc phát giống như muốn nhấn chìm thiên địa. Thân ảnh Tiên Vương liên tục che lấp thiên địa, dường như cũng không phải chân thân mà chỉ là thông qua phương thức nào đó hạ xuống nhưng vẫn vô cùng cường đại. Ngay cả một đám tiên vương trong Nguyệt Vương phủ vào lúc này cũng không phán đoán ra rốt cuộc những thân ảnh xuất hiện ở cuối vũ trụ đó là người phương nào. Bọn hắn thật đúng là điên rồi. Bọn hắn làm như vậy không sợ hậu quả sau này sao? Trong rừng tiên trúc, thanh âm của một vị chân tiên lão tổ phát trung, tràn ngập vẻ sợ hãi. Ở trong yến hội hôm nay lại có tiên vương hiển lộ khí cơ, đây là muốn làm gì vậy chứ? Muốn động thủ với vị nào trong nguyệt vương phủ sao, đối với bọn họ mà nói, Điều này đã không thể dùng cụm to gan lớn mật để hình dung nữa, đây hoàn toàn là muốn kéo tất cả mọi người trong tiên vực xuống nước. Vẻ mặt của Cổ Huyền lão tiên vương và Ngao địch tiên vương của Đông tiên vực đều trở nên ngưng trọng. Nhìn chằm chằm vào nơi đó mà không nói lời nào. Sau khi bọn hắn đi vào Nam tiên vực thì đều thu liễm khí tức ba động của bản thân lại. Nếu bọn hắn lộ ra khí tức của bản thân thì nơi đây thì ngoại trừ những người đồng cấp ra, không ai có thể tới gần bọn hắn đây là thể hiện thái độ tôn kính không dám vượt lên mà bây giờ khí tức của mấy vị tiên vương này lại hiển lộ quả thực cường thế đến tột cùng ngay khi vừa mới bước vào nam tiên vực đã lộ ra pháp thân ở nơi đó đây nghĩa là muốn khiêu khích và động thủ với vị kia sao Tuy rằng không phải chân thân của bọn hắn đến nhưng cho dù kết quả của trận chiến này có như thế nào thì sau này tình hình của tiên vực cũng sẽ phát sinh hỗn loạn cực lớn. Về sau bọn hắn thật sự không sợ bị tính sổ sao? Ngao địch tiên vương hít mắt nói, từ trong lời nói của Ngao Linh biết được hư thực của đạo pháp thân này. Đây tín ngưỡng pháp thân được ngưng luyện từ một loại cấm bảo nào đó, thực lực chân chính của nó có thể so sánh với tiên vương. Tuy nhiên, muốn ngưng luyện tính ngưỡng pháp thân vô cùng khó khăn. Chắc chắn sau đó phải trả một cái giá rất lớn. Từ khí tức hỗn loạn này cũng khó có thể phán đoán được rốt cuộc tính ngưỡng pháp thân này đến từ vị nào hoặc là vị tiên vương nào. Kha kha, trung tiên vực thật sự rất lớn mật, vào thời điểm này vẫn không quên thăm dò. Toàn thân vị tiên vương đến từ sinh mệnh cấm khu kia tỏa ra khí tức mục nát, không nhịn được nhếch miệng cười, có chút vui sướng khi thấy người gặp họa giống như đang xem kịch hắn nói như vậy đã trực tiếp khiến mọi người cho rằng pháp thân của mấy cổ tiên vương này là do tiên vực gây nên dù sao thì ở đây ngoại trừ trung tiên vực ra những tiên vương ở các tiên vực được xưng danh đều đã tới đây đương nhiên không có khả năng bọn hắn tự ra tay theo dệt chuyện này mặc dù đám khách trong nguyệt vương phủ cách rất xa mấy vị tiên vương nhưng vẫn nghe được lời bàn luận của bọn hắn lập tức rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi trung tiên vực cảm giác trung tiên vực muốn kéo toàn bộ tiên vực xuống nước làm ra loại chuyện này mà không sợ bị tính sổ lần nữa sao hay là nói bọn hắn thật sự có năng lực đối phó với vị kia sao tình hình hiện giờ của tiên vực đúng là càng ngày càng thú vị bộ dáng của ngao linh giống như là sợ chuyện không lớn mà cười hì hì lộ ra một đôi răng nanh nhỏ tinh xảo dường như nàng đã nhìn thấy rõ ràng nguyên do ánh mắt tràn ngập hứng thú bọn hắn thật sự là không muốn sống nữa. Lúc này, Nguyệt Vương vẫn luôn chưa từng hiện thân cũng đã xuất hiện, nàng đứng ở sâu trong hư vô, vạt áo tung bay, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng thật sự không ngờ tới, trong ngày đại sự hôm nay lại còn có người không biết sống chết muốn ra tay thăm dò. Đây căn bản không phải là ngu xuẩn mà là muốn tìm cái chết. Sâu bên trong tiên lâm, thân ảnh Cố Trường Ca ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, giờ phút này cũng chậm rãi đứng dậy những mảnh đại đạo nhỏ lượng lờ quanh thân hắn biến mất, cả người khôi phục nguyên trạng giống như một phàm nhân nhàn hạ. Cho dù lúc này, một vị tiên vương đứng trước mặt hắn cũng sẽ vô thức coi hắn như một phàm nhân, không cảm giác được chút pháp lực và dao động quy tắc nào trên người hắn. Nhưng nếu nhắm mắt lại cảm nhận thì sẽ phát hiện trước mắt như có một dòng biển lớn cuồn cuộn mênh mông có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ bất cứ lúc nào. Chương 2195 Bác Phương Trấn Giới Kỳ thật đúng là không ngờ tới lúc này vẫn còn có người không sợ chết cố trường ca nhìn vào tận cùng vũ trụ cũng không có hành động gì đúng lúc này thân ảnh của năm vị tiên vương đồng thời xuất hiện ở nơi đó tuy cũng không phải là chân thân nhưng từ góc độ khí tức lại không thua kém gì tiên vương bình thường bọn hắn đều đứng sừng sững ở cuối vũ trụ như mở ra thiên địa toàn bộ thế giới đều không dung nạp được bọn hắn đương nhiên cố trường ca cũng nhìn ra được thân ảnh đó cũng chỉ là pháp thân chứ không phải chân thân giáng lâm cho nên mới có chút bất ngờ vốn dĩ hắn tưởng rằng ở tiên vực hiện giờ sẽ không có người nào có can đảm ra tay với hắn nhưng hắn phát hiện ra dường như bản thân đã đánh giá thấp tình hình của tiên vực hiện giờ phu quân những tiên vương này là thiên lộc huyền nữ đứng ở bên cạnh cố trường ca không khỏi giật mình hỏi tàn dư của thời đại cũ Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng rồi nói ra mấy chữ này, nhưng lại khiến Thiên Lộc Huyền Nữ càng thêm khó hiểu. Mà khi lời nói của Cố Trường Ca vừa dứt, dường như phía cuối vũ trụ của Nam Tiên vực có một cơn lốc ngập trời đột ngột xuất hiện. Một cây tinh kỳ cổ lão tàn phá mọc lên ở nơi đó được bao phủ bởi hỗn độn khí mênh mông giống như sóng biển ầm ầm ung ung kéo đến. Năm thân ảnh khủng bố đứng sừng sững ở nơi đó, vừa vặn phân tán ra khắp nơi lạnh nhạt nhìn chăm chú về hướng Nguyệt Vương Phủ, tuyên cổ tuyệt luân. Vù vù vù. Không biết ai đã xuất ra cán tinh kỳ cổ xưa kia, phấp phới ở hai đầu thiên địa, vô tận huyết vũ tinh phong đánh tới. Dường như tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng kỵ binh ầm ầm như rung chuyển thiên địa mở ra cán tinh kỳ cổ xưa nhuốm máu mà vỡ vụn này. Bên trong hư hô tối tăm, dường như có thanh âm của một vị tiên vương vang lên, đó là đạo âm nhưng lại càng như ý chỉ của đấng tối cao truyền lệnh cho thiên hạ không ai dám không tuân theo trong tiếng thì thầm đó dường như tất cả sinh linh đã chết và tan biến trong thiên địa đều được hồi sinh từ hư vô hóa thành máu hóa thành xương rồi tụ lại cùng một chỗ và tái hiện trở lại đại quân khủng bố trùng trùng điệp điệp số lượng hoàn toàn không thể đếm được vậy mà được triệu hồi trở lại dưới cái nhìn chăm chú của mọi người nó vẫn đang không ngừng tạo dựng lên có thiên đao, chiến thương, giáp trụ, thần thương, còn có thân ảnh đáng sợ đang ngồi ngay ngắn ở trên thân cổ thú, tỳ nghệ thiên hạ. Đây là hồn thiên đã từng biến mất ở trong thiên địa cổ xưa. Và đây là đại quân đã từng ngã xuống ở nơi đây. Tất cả mọi người trong Nguyệt Vương Phủ đều bị chấn động, ngay cả đồng tử của tiên vương cũng co rụt lại nhìn chầm chầm cán chiêu giao tinh kỳ kia. Đây là loại sức mạnh to lớn gì vậy chứ, chỉ là một cán tinh kỳ mà thôi lại có thể làm cho những sinh linh đã biến mất từ lâu trên thế gian này xuất hiện. Đây đúng là hành động nghịch thiên. Giờ khắc này, các cổ huyền lão tiên vương càng gắt cao trừng to mắt, ánh mắt có chút khó có thể tin nói. Chẳng lẽ là bác phương trấn giới kỳ của tiên vực mà tiên cung dùng để truyền lệnh cho chư thiên vào cấm kỵ kỷ, kỷ nguyên trước kia? Bác phương trấn giới kỳ của tiên vực gồm có 8 cán, tạo hóa huyền diệu, có được uy lực khó lường, nghe nói có thể truyền lệnh cho chư thiên vạn tộc. Chính là tám vị tinh quân từng nắm quyền trong tiên cung, có vô số tiên binh tiên tướng làm thủ hạ. Chẳng qua tám cán tinh kỳ kia đã sớm tiêu tán bên trong dòng lịch sử, không có người gặp qua, thậm chí không biết nó có tồn tại hay không hay đã sớm trở thành một truyền thuyết. Thanh thế kinh thiên truyền đến từ nơi tận cùng vũ trụ, dường như chiếc kèn bất diệt bị thổi lên, tất cả tướng lĩnh binh lính đang chinh chiến đều thức tỉnh khỏi luân hồi đó là một cổ thế lực khủng bố ngút trời như ánh mặt trời cuồn cuộn. Đại quân bên mông vô tận vượt qua giữa hư vô, ngăn cách bởi thời gian và không gian. Dết, 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 khí thế sát phạt ngập trời cuốn đến như sông núi sụp đổ hủy diệt tất thảy. Đại quân bên mông xung phong liều chết tại đây, tinh vực lân cận đều đang rung động bị khí tức đó bao phủ. Nếu bọn hắn đúng thật là anh Linh bất diệt thuở xưa, vậy liệu trong đó có tổ tiên của chúng ta không? Tất cả mọi người ở Nam Tiên Vực bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hải không nói nên lời, có vài người còn run rẩy hỏi, cảm thấy rất hải hùng. Nghe nói bác phương trấn giới kỳ của tiên cung trên tiên vực chính là tiên thiên chi vật. Nó xuất hiện vào thời đại rất lâu về trước, từng được tinh quân ở tiên cung chấp trưởng hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám trái lời. Cổ huyền lão tiên vương rất am hiểu sách cổ đã đứng dậy từ đệm hương bồ từ lâu, hắn nói với biểu cảm rất nghiêm trọng. Mặc dù cán tinh kỳ kia đã rách nát đến mức không thể phục hồi hoàn chỉnh nữa nhưng trong những luồng chấn động vẫn bùng nổ bi thế vô thường, có thể trấn áp vạn cổ. Những tiên vương còn lại đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, nhìn chồng chọc hướng đằng kia. Vậy mà lại là cây chiến kỳ đó, đáng tiếc ngay cả nó cũng bị hư hại mất rồi, Ngao Linh mở miệng nói, ý cười trên mặt đã tắt, chẳng còn vẻ bất cần nữa mặc dù ngao địch tiên vương bên cạnh nàng không biết lời đó của ngao linh có nghĩa gì nhưng hắn cũng nhận ra được lai lịch của cán tinh kỳ kia chỉ e không đơn giản như những gì của huyền lão tiên vương nói dù sao thời đại của ngao linh chính là thời đại tiên thiên thần thoại ra đời từ lâu trước cả tiên cung giữa thời đại đó và thời đại tiên cung bị ngăn bởi vô số kỷ nguyên trên mặt của bạch xuyên chuẩn tiên vương không nén được vẻ khiếp sợ và vui mừng hắn cũng không ngờ được lại có loại chuyện lớn khó tin như vậy xảy ra vào ngay lúc này. Hắn không kìm được lẩm bẩm độc thoại, ai ngờ lại có người động thủ vào ngay lúc này, xem ra không cần ta thử nữa. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 2196 Có thể trốn sao, lúc tất cả khách khứa trong Nguyệt Vương Phủ bao gồm chúng tiên vương đang khiếp sợ, nơi tận cùng vũ trụ lại xuất hiện cảnh tượng đáng sợ thêm lần nữa không biết từ đâu truyền đến tiếng ca dao cổ lão tan thương chứa đầy nỗi bi ai thê thảm. Năm tôn pháp thân tiên vương đứng sừng sững ở đó, bọn hắn không làm quá nhiều động tác mà chỉ đứng thổi loại kèn nào đó ở đấy. Trong cõi minh minh có ca dao uyển chuyển vang lên du dương làm siêu lòng người như khóc như than. Tựa như có một nữ tử tuyệt thế đang thấp giọng thúc thích ở đó. Tố lên nỗi sầu bi cho kỷ nguyên đã bị chôn vùi vào thời kỳ cổ lão sâu trong thiên địa xuất hiện một đôi mắt nó cực kỳ khủng bố quả thực cứ như hai vần thái dương máu sáng chói trên thiên khung nối liền xưa với nay nó đang nhìn nam tiên vực ở xa tuy không hiển lộ chân thân nhưng chỉ vỏn vẹn ánh mắt cũng đã khiến rất nhiều chân tiên rùng mình chỉ từ ánh mắt thôi đã có thể suy ra đó là một loại sinh vật khổng lồ rất khủng bố dường như toàn bộ vũ trụ cũng không thể chịu đựng được chân thân của nó đó là sinh vật gì chúng tiên vương bên trong nguyệt vương phủ đều nảy sinh cảm giác kinh hãi bọn hắn bị ánh mắt kia nhìn chăm chú dường như tất thảy bí mật trên người đều bị nó nhìn thấu không thể che giấu được gì nữa ngay cả máu cũng đã đông lại ầm uhm. cũng chính vào khoảnh khắc đó thanh thế khủng bố phát ra từ chỗ sâu trong nguyệt vương phủ tiên vụ lượng lờ khắp rừng tiên trúc hàng tỷ tinh vực chung quanh đều theo đó mà rung động gần như tất cả tiên vương đều nảy sinh cảm giác run sợ sắc mặt kịch biến nhìn về hướng đó. Ngoại trừ tiên vương thì những sinh linh khác đều rung cả hai chân, thân thể trực chờ sụp đổ, không chịu nổi dù chỉ là một tia khí tức tỏa ra. Đại nhân, Nguyệt vương sừng sững trên trời cao cũng biến sắc, sau đó vội cung kính hành lễ, tiên vụ tản ra. Tất cả mọi người thấy được ở chỗ sâu trong đạo đài có một thân ảnh quay lưng về phía mọi người, thoạt nhìn cực kỳ cao ráo rắn rỏi, bạch y trắng như tuyết, y phục bay bay đó là tồn tại cấm kỵ nào thế đám cổ huyền lão tiên vương ngao địch tiên vương và khô âm tiên vương đều nhìn đăm đăm hướng đó cuối cùng cũng nhìn thấy được diện mạo của hắn nhưng khiến bọn hắn thấy vô cùng bất ngờ và không thể tin nổi là nhìn thân ảnh thì người đó cực kỳ trẻ trung không có ba đầu sáu tay dữ tận hung ác như trong lời đồn là hắn ngao linh bên cạnh ngao địch tiên vương còn nhìn hắn không chớp mắt trong lòng không hề bình tĩnh lần đầu tiên nàng để lộ biểu cảm như thế, còn nắm chặt ống tay áo. Cố trường ca đứng ở trên đạo đài nhìn chăm chú về phía đại quân cuồn cuộn ở Nam Tiên Vực. Hắn chỉ giơ một ngón tay lên. Ngón tay ống ánh trong suốt như là bàn tay của thiên địa, nó tỏa ra tuyên cổ bảo quan cắt lìa cả vũ trụ, kêu phù một tiếng rồi bay về phía trước. Tất cả tiên vương đều thấy lạnh toát, cảm giác hồn quang của chính mình cũng bị ngón tay đó hủy diệt. ầm ầm ầm, đằng trước bột phát ra vô lượng quang, tưởng chừng như thiên địa cũng bị phá vỡ. Trước ngón tay đó, đại quân bên môn bị tinh kỳ rách nát triệu hoán ra biến thành cho tàn tan biến trong gió, chưa chạm vào mà đã tung tóe. Sau đó đất về đất, bụi về bụi. Cứ thế mà tiêu tán tại đây. Quan cảnh này khiến tất cả sinh linh ở Nam Tiên Vực đều rùng mình sợ hãi. Với lực lượng vĩ đại đó, chỉ e hủy Việt Nam tiên vực cũng chỉ là chuyện bằng một ngón tay thôi. Lúc này đây thế hệ trẻ tuổi tới Nguyệt Vương phủ cùng chúng tiên vương đều hoảng sợ, cuối cùng cũng hiểu tại sao tổ tông lại kinh sợ bất an như thế, thậm chí còn nghĩ cách chuyển đi, giữ lại một chút mồi lửa. Dưới loại lực lượng diệt thế đó, bất kể là chân tiên hay là sinh linh bình thường thì chỉ là pháo hôi mà thôi. Ngay cả một ngón tay cũng không chống đỡ được. Cổ Huyền lão tiên vương còn kinh hãi thốt lên nghe đồng vị đại nhân đó từng giơ tay hủy diệt ba ngàn châu bởi thế mà tiên vực đã đứt đoạn giờ được chứng kiến có lẽ đó không phải là lời đồn những tiên vương còn lại cũng kinh sợ trong lòng cảm giác thậm chí mình còn không thể chịu đựng được một ngón tay của hắn cho dù chống đỡ được e rằng cũng phải chịu đạo thương cực kỳ nặng mà đó mới chỉ là một đòn không nghiêm túc của cố trường ca nếu như hắn thực sự muốn hủy diệt hết tiên vực thì chỉ e không phải việc gì khó dẫu cho hiện giờ hắn còn chưa khôi phục đến đỉnh phong. Trốn trốn tránh tránh cho ít lợi gì đâu. Ngươi cho rằng bản thân có thể trốn khỏi ta thật đấy à? Cố Trường Ca nhẹ nhàng ung dung lên tiếng, hắn không bước ra mà chỉ đứng trên đạo đài nhìn nơi tận cùng vũ trụ. Thân ảnh của năm đạo tiên vương sừng sững ở đó, ánh mắt lạnh nhạt, đồng thời vung cán tinh kỳ rách nát kia ra triệu hoán Anh Linh trong thiên địa một lần nữa. Dường như giữa cõi minh minh hư vô có tro tàn rải rác những thân ảnh đã tiêu tán đó ngưng tụ lại lần nữa thân thể tọa kỵ binh khí hiện ra tựa hồ bất tử bất diệt tuy người thường thật sự không thể nào chống đỡ được đại quân mênh mông đó nhưng đối với cố trường ca thì lại không có chút tác dụng nào thậm chí còn không thể vọt tới trước mặt hắn hắn lại vung ống tay áo lên đạo âm đáng sợ vang lên trong thiên địa như thể có một tôn nhân tiên cổ lão ngồi xếp bằng ở đó tụng niệm cổ kinh luân hồi cho chúng sinh tất cả đại quân xung phong liều chết đến đây đều bị đạo âm đó quét sạch, nhanh chóng hóa thành tro bụi, quả thực giống như bị độ hóa vậy. Chương 2197 Nhân vật cổ lão Vụt Tuy nhiên lúc này, một cây chiến mâu màu bạc vô cùng sắc bén đột nhiên lao đến đâm thẳng vào cố trường ca. Cực kỳ đáng sợ dọa người, dường như nghiền nát cả bầu trời, mài mòn cả quy tắc. Mà tiên vương ở bên kia cuối cùng cũng ra tay cả người hắn ta đều trở nên mơ hồ không thể thấy rõ, do lực tính ngưỡng ngưng tụ mà thành. Nhưng ngay khi cây chiến mâu màu bạc lao đến trước mặt cố Trường Ca, hắn búng mạnh một cái, sau đó chiến mâu liền phát ra tiếng răng rắc rồi nổ tung. Không cần nghi ngờ, đây là một kiện binh khí rất mạnh được đúc từ các loại nguyên liệu hiếm có. Tuy nhiên nó vẫn nát bấy chỉ trong nháy mắt, căn bản không thể đến gần cố Trường Ca. Thùng thùng thùng, ở cuối vũ trụ dường như tâm tình của vị tiên vương vừa ra tay lúc nãy cũng không hề dao động không ngoài dự đoán hắn tiếp tục xuất chiêu trong lòng bàn tay lớn ngưng tụ ra một ma bàn đại đạo vô số tinh thần đều bị mài mòn rồi rơi xuống tựa như bụi bặm một chưởng này đánh xuống tinh vực nổ tung thành vô số bột mịn vũ trụ cũng hiện lên vô số mạng nhện tuy hắn và cố trường ca cách nhau mấy mảnh tinh vực khoảng cách phải nói là vô cùng xa nhưng bản thân Tiên Vương Đạo Pháp đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, vậy nên chút khoảng cách này giống như không hề tồn tại. Giờ khắc này đây, thời không giữa hai người đột nhiên tan rã, thậm chí còn có hư ảnh của dòng sông thời gian hiện lên. Bốn thân ảnh Tiên Vương khác cũng đồng thời xuất thủ. Có người bổ ngang một đạo thiên đao tuyệt thế, quang diệu chiếu rọi. Tất cả sinh linh đều có thể cảm nhận được loại sát khí kinh khủng này phản phất như sẽ khiến cho thiên địa lụi tàn rồi rơi vào đạo đao quan quá mức khủng bố kia, giống như một mảnh vũ trụ đang đổ sập xuống. Ba vị tiên vương còn lại cũng thi triển thủ đoạn, có người hóa thành chữ hồng cao không thể nhìn thấy, cường thế tuyệt luân, trong tay còn có một tòa thần tháp kim sắc, có khả năng đánh ngã vạn vật. Năm tôn tiên vương cùng hiện thân xuất thủ. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, hôm nay chắc chắn là một ngày không thể tưởng tượng nổi mặc dù không phải là chân thân nhưng thực lực như thế này cũng có thể nói là trí cường trong gần ngàn vạn năm qua. Trầm Trong nháy mắt, tất cả các loại binh khí đều rơi xuống, ngũ vương cùng hợp lực xuất thủ, đây là chuyện chấn động hoàng tự. Cho dù có tồn tại tiên vương khác thì cũng sẽ vì thế mà sợ hãi. Đám người của huyền lão tiên vương, ngao địch tiên vương đều cảm thấy vô cùng run sợ, bởi nếu bị năm người này hợp lực vây giết, bọn hắn tuyệt đối cũng chỉ có chết. Một khi chân tiên dám đặt chân vào nơi đó thì chắc chắn sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt, hình thần câu diệt, cái gì cũng không còn tồn tại. Tất cả các khách mời trong Nguyệt Vương Phủ cũng kinh hãi không thôi, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nhìn thấy cảnh tượng quá mức đáng sợ như vậy. Tuy nhiên khi phải đứng trước năm vị tiên vương cùng nhau hợp lực vây giết, tâm tình của cố trường ca vẫn không hề gợn sóng. Hắn chỉ hạ một chưởng, cả thiên địa đều tối lại tựa như hắc ám. Thậm chí có thể thấy được ở nơi đó có một bàn tay khổng lồ đang ngưng tụ lại, ngay cả vân tay cũng đều vô cùng rõ ràng. Nếu đem ra so sánh thì nhật nguyệt tinh thần quả thật nhỏ bé như hạt bụi. Dường như cả vũ trụ này đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, chư thiên tinh đấu hiển hóa vừa tráng lệ lại vừa mênh mông. Vù vù vù, mà lúc này, ở cuối thiên địa, một mũi tên đen kịp đột nhiên bắn tới, xung quanh lượng lờ khí tức không rõ nửa đoạn mũi tên đã thối rửa tốc độ của chúng quá nhanh ngay cả tiên vương cũng không kịp nhìn thấy rõ thoáng cái đã đến trước người cố trường ca lần thứ hai cổ huyền lão tiên vương phát hiện hắn thất thanh kêu lên diệt tiên tiễn hắn chợt nhận ra một mũi tên nữa lại bắn tới đây theo ghi chép người có thể sử dụng diệt tiên tiễn không phải là chân tiên bình thường mà chính là tiên vương Tuy rằng nhìn từ bề ngoài mũi tên này đã mục nát nhưng phần gốc của nó vẫn lượng lờ mảnh vụn đại đạo có tính hủy diệt cực lớn. Ngao địch tiên vương gắt gao nhìn chầm chầm sang phía bên kia thì thấy được người bắn tên. Vậy mà lại là một lão giả. Hắn rất già yếu, cũng vô cùng khô héo, không có bao nhiêu da thịt, toàn thân khô cằn, mặc y phục rất cổ xưa. Tuy nhiên, ở trên người hắn lại tản mát ra rất nhiều mảnh vụn thời gian, thật sự quá mức khủng bố. Phản phất như hắn nghịch thời gian, đạp trên năm tháng mà đến. Lão giả sừng sững ở cuối vũ trụ, lúc này bỗng dưng lại dựng thẳng cây cung, bắn ra những mũi tên. Ngươi là ai? Chưa bao giờ nhìn thấy ngươi trước đây. Ba vị tiên vương của Bắc Tiên vực cũng không thể tưởng tượng được. Ngay cả khi lão giả kia để lộ chân dung nhưng vẫn không ai nhận ra hắn. Mà giờ phút này hắn lại đang đứng bên cạnh con ngươi đáng sợ kia. Sinh vật đáng sợ kia không thể nhìn rõ chân thân, ấy vậy mà hắn lại đứng chung một chỗ với nó, thực sự là muốn đè áp toàn bộ vũ trụ. Có Tiên Vương chú ý thấy trên đầu thân ảnh đáng sợ kia dường như còn có một thân ảnh vô cùng huyền diệu mơ hồ đứng đó, phản phất như cách cả một kỷ nguyên. Chương 2198. Tư chất mút trời nhưng lại sinh nhầm thời. Thật sự cho rằng không để lộ chân thân thì ta sẽ không thể nhìn thấy các ngươi sao? Cố trường ca đạp lên hư không rời khỏi Nguyệt Vương Phủ, hắn bình thản mở miệng nói. Trong nháy mắt khi mấy mũi diệt tiên tiễn sắp rơi xuống, trước người hắn hiện lên một tầng sóng gợn, chỉ khuếch tán ra là đã có thể khiến nó tan rã. Hơn nữa những sóng gợn này còn có bí lực khủng bố, có thể mài mòn hết thảy, trực tiếp khiến mấy phù văn của diệt tiên tiễn tiêu tán, tiên tính ảm đạm. Giao động mà năm vị tiên vương hợp lực cùng nhau công phạt ở trước mặt hắn cũng đứt đoạn từng tất một dường như giữa hai bên bị ngăn cách bởi một tầng màn lớn vĩnh hằng bất diệt căn bản không thể rơi trên người hắn được hư không bên cạnh hắn cũng đều nổ tung hóa thành một mảnh hư vô ngay cả đại đạo quy tắc cũng bị mài mòn không còn lại thứ gì cố trường ca chủ động ra tay trước một chưởng vừa rồi tiếp tục áp chế xuống cùng lúc đó dường như có ngàn vạn đạo pháp đang diễn ra thiên địa lập tức trở nên mơ hồ ngay cả ngọn cờ tàn phát khi xưa đang chập chờn cũng sắp vỡ vụn đây chính là vĩ lực khủng bố khó có thể tưởng tượng được nó khiến cho cổ huyền lão tiên vương ngao địch tiên vương cùng một đám tiên vương khác cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi cùng vô lực ầm một tiếng ở phía trước một đại thế giới nào đó vốn ở nam tiên vực bị đánh thủng tiên vực trực tiếp nổ tung một lần nữa bàn tay diễn hóa của cố trường ca thò tới bao phủ toàn bộ thiên địa cũng vô tình đè xuống sơn hà đang trên bờ vực hủy diệt ngân hà nổ tung ngay cả mấy thân ảnh tiên vương kia cũng đột nhiên rống giận, nghịch thiên mà tiến lên, bàn tay to lớn vọt về phía cố trường ca. Nhưng đến cuối cùng cũng là phí công vô ích, thân ảnh ở giữa không trung nổ tung tan rã, vỡ vụn hóa thành quang vũ tản mắt khắp trời. Những đại quân được cờ xí của lão triệu hoán ra lại càng nhanh chóng tan rã. Bàn tay màu đen này chỉ rung một cái mà vũ trụ cũng sắp bị xóa sổ chứ đừng nói là sinh linh ở tầng thứ bình thường thật khủng bố đây mới là uy lực diệt thế tất cả mọi người trong nguyệt vương phủ đều cảm thấy sợ hãi dưới một chưởng này đừng nói là thiên địa mà ngay cả nam tiên vực cũng sẽ bị đánh thủng cũng không phải tiên vương là sẽ có khả năng ngăn cản mặc dù năm đạo thân ảnh này liên hợp nhưng cũng chỉ là pháp thân ngưng tụ chứ không phải bản thể tuy nhiên thực lực của những pháp thân này cũng không hề kém cạnh so với tiên vương bình thường thậm chí ở một phương diện nào đó mà nói thì còn mạnh hơn nhưng chỉ trong chốc lát tất cả đã tan rã tứ phương không còn lại gì cả cố trường ca lạnh lùng nhìn đạo pháp thân còn lại trong con ngươi cũng không có cảm xúc thương hại chỉ muốn mài mòn tiêu diệt nó pháp thân lạnh lùng không hề nói một lời lúc này lại đột nhiên mở miệng ngữ khí mang theo sự bi thương vô hạn và không cam lòng nhớ lại trước kia la vương ta đã đạt đến cảnh giới tiên vương ở nhiều kỷ nguyên trước thiên tư ngút trời, vốn tưởng rằng có thể đột phá gông cùng xiền xích chạm đến cảnh giới cao hơn. Không nghĩ đến một kích này của người ta cũng không ngăn được. Thật đáng buồn cười, bây giờ ta cũng chỉ là một cổ pháp thân bị hoàn cảnh thiên địa hạn chế, nhưng hôm nay cho dù thế nào ta cũng phải khiến ngươi trả giá đắt. Ngay khi đạo pháp thân này dứt lời, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng quan mang, lựa chọn phương thức ngọc đá cùng vỡ, dứt khoát xông về phía cố trường ca. Đối với những sinh linh bình thường, ngày hôm nay quả thực khủng bố như đại họa giáng thế. Toàn bộ Nam tiên vực tựa như đều bị sốc lên, vô số tinh vực nổ tung hóa thành bột mịn. Dù có là tiên vương cũng sẽ có loại cảm giác vô cùng bất an chứ đừng nói đến những tu sĩ bình thường. Bất kỳ kẻ nào cũng hận không thể rời khỏi Nam tiên vực ngay lập tức. Để tránh khỏi loại chấn động cái thế này. Pháp thân của năm vị tiên vương đứng sừng sững ở cuối thiên địa cường đại đến mức khiến cho cổ kim cũng muốn rung rẩy, nhưng lại dễ dàng bị nghiền nát dưới một trưởng tại thế giới cách đó không xa, chỉ có thể tan thành quan vũ, không có lấy một chút khả năng chống cự. Tất cả tiên vương ở trong Nguyệt Vương Phủ đều có cảm giác toàn thân lạnh lẽo, đồng thời sâu sắc hiểu được sự chênh lệch của bọn hắn là xa đến mức nào. Cũng như sự cách biệt kinh cũng không thể vượt qua giữa chân tiên và tiên vương. Giữa cố trường ca và bọn hắn chính là rảnh trời mênh mông không có cách nào chạm tới. Nếu muốn quét sạch Tiên Vương, hắn chỉ cần đánh xuống một chưởng. Đạo tắc thần thông gì đó cũng đều sẽ nổ tung đến nát bấy. Tuy vậy, điều khiến bọn hắn kinh hãi đến mức không thể tin vào mắt mình đó chính là pháp thân còn sót lại thế nhưng lại là pháp thân của La Vương. Tư chất La Vương ta ngút trời nhưng đáng tiếc lại sinh ra nhầm thời. Giờ phút này La Vương quyết tâm hừng hực ông quyết tâm ngọc đá cùng vỡ sông về phía cố trường ca. Phía sau hắn là vũ trụ đang dần sụp đổ, cảnh tượng hoang tàn như tro bụi, hư không bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, gió lớn vô tận pha lẫn với hỗn độn khí thổi tới. Chương 2199 Không giống như lời đồn Trung tiên vực thật quá to gan, ngày hôm nay hắn làm như vậy sẽ khiến toàn bộ tiên vực chôn vùi cùng bọn hắn, là vương điên rồi sao? mấy vị tiên vương trong nguyệt vương phủ đều có cảm giác kinh hãi đến tột độ nếu một vị trong đó đã là la vương vậy thân phận của bốn vị tiên vương còn lại cũng không khó đoán chắc chắn là bọn hắn và la vương có quan hệ mật thiết với nhau cổ huyền lão tiên vương trầm giọng nói với tình thế hiện tại tiên vực sẽ nhanh chóng đại loạn phía sau nhóm người la vương rõ ràng còn những thể lực cổ lão khác hư ảnh của nữ tử mơ hồ kia cùng với lão giả bắn ra diệp tiên tiễn căn bản không phải người thuộc thời đại này. Hơn nữa sau khi năm thân ảnh tiên vương nổ tan thành quang vũ, vị lão giả kia cũng không lưu lại mà lựa chọn dứt khoát quay người rời đi. Lúc này thân ảnh to lớn khủng bố ở phía cuối vũ trụ cũng xoay người dần chìm vào huyết nguyệt hắc ám. Đang định biến mất ở trong đó. Bọn hắn xuất hiện ở nơi này chỉ để thăm dò, khi thấy thời cơ không ổn liền dứt khoát rời đi mà không hề nán lại cố trường ca nhìn thân ảnh tiên vương xông về phía mình như đang thiêu đốt năng lượng khủng bố sôi trào như muốn hủy diệt hết thảy đạo tắc người này đã sớm mang theo quyết tâm ma diệt cái gì cũng không thèm để ý hắn cũng không ra tay ngăn cản mà chỉ bình tĩnh nhìn ở phía xa ở tận cùng vũ trụ lão giả kia đang rời đi trong khoảnh khắc cố trường ca nhìn thấy thân ảnh to lớn ngồi trên đầu sinh linh khổng lồ kia quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn tuy rất mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được trong ánh mắt kia chứa sự hận thù khắc cốt ghi tâm đó là người phương nào cố trường ca khẽ thì thầm tuy nhiên sau khi thân ảnh kia biến mất thì khí thế bao phủ ở tận cùng vũ trụ cũng tiêu tán hết cuối cùng tên lão giả kia vẫn bắn một đạo mũi tên về phía cố trường ca như thể sợ hắn sẽ đuổi theo sau chỉ có điều cố trường ca cũng không có ý định làm như thế, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, thân ảnh vị tiên vương đang liều chết lao tới nổ tung, sau đó tan thành mây khói. Về phần diệt tiên tiễn thì cũng đã bị đứt kể ngay trên đường lao tới, đạo pháp bên trên sớm đã bị tiêu tán và không còn nguyên vẹn. Đây là biết rõ khó thoát được nên cố ý giữ chân ta để bọn hắn rời đi sao. Xem ra hẳn là tàn dư của tiên cung di tộc ở thời đại trước, cố trường ca vẫy tay, Diệt tiên tiễn vỡ nát kia liền rơi vào tay hắn quan sát tỉ mỉ rồi lại rung nhẹ khiến nó nổ tung thành bột mịn bay tán loạn khắp bầu trời. Hắn đoán những người này rất có khả năng đến từ Tiên Cung Di tộc trước đây. Dù sao sau khi Tiên Cung bị tiêu diệt thì vẫn còn lưu lại hậu nhân. Trước đây Tiên Cung vô cùng phồn thịnh, cường giả tuyệt thế vô số, vậy nên không phải tất cả mọi người đều sẽ mất mạng. Mặc dù ngoại giới đều cho rằng Tiên cung đã bị tiêu diệt và bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử từ lâu thế nhưng hậu duệ chân chính của Tiên cung không thể hoàn toàn tiêu vong, có thể bọn hắn đã sớm tìm được nơi khác để tồn tại và sinh sôi. Từ những suy luận này, hơn nữa còn có việc Tiên Tiễn, trấn giới cờ ở Bác Phương Tiên vực đều có liên hệ chặt chẽ với Tiên cung. Cũng có thể Tiên cung di tộc đã từng lấy được truyền thừa của Tiên cung. Cố trường ca còn nhớ thời điểm hắn ở thượng giới đã tập hợp đủ trưởng thiên thất khí ngưng luyện thành chìa khóa của tiên cung bí tàng. Chỉ là hiện tại chiếc chìa khóa này đang ở trong tay Nguyệt Minh không? Thật ra cố trường ca cũng không có nhiều hứng thú với bí tàng kia, lúc đó hắn cũng nói với Nguyệt Minh không, khi có cơ hội hãy phái người đến bí tàng tìm kiếm. Sau đó, cố trường ca nhẹ nhàng lắc đầu xoay người đi về phía Nguyệt Vương Phủ. Ngay lúc này, toàn bộ sinh linh ở nam tiên vực đều đang run rẩy bọn hắn nằm sụi lơ trên mặt đất dường như không thể chịu nổi loại uy áp vô hình kia đây chính là dao động của tiên vương vô thượng cho dù không phải chân thân mà chỉ là tín ngưỡng pháp thân được ngưng luyện thông qua một phương thức nào đó nhưng lại có sức mạnh tuyệt luân chỉ với một người cũng có thể hủy diệt được một phương tiên vực tuy nhiên hiện tại nam tiên vực đã yên bình đặc biệt là tất cả các khách trong nguyệt vương phủ đều đang run rẩy sợ hãi nhìn cố trường ca đi tới hắn trẻ tuổi lại có khuôn mặt vô cùng anh tuấn thân hình mạnh mẽ cao lớn mái tóc óng ánh có tiên quang chảy xuôi khí thế quanh thân thu liễm không để lộ ra bên ngoài cũng không giống tuyệt thế ma đầu mà lại tựa như trích tiên siêu phàm thoát tục nguyệt vương hiện thân trước tiên kính cẩn nói bái kiến đại nhân thái độ của nàng khiến sắc mặt của rất nhiều tiên vương thay đổi sau đó bọn hắn cũng vội vàng làm theo nàng cúi chào cố trường ca bạch xuyên chuẩn tiên vương ở nơi xa há hốc miệng trong mắt tràn đầy chấn động và không thể tin nổi cùng lúc đó sau lưng hắn cũng sinh ra hàng ý đáng sợ hắn định thăm dò thực lực của cố trường ca vừa rồi thấy mấy đạo thân ảnh có khả năng sẽ thăm dò được thực lực sâu cạn của cố trường ca thì cảm thấy cực kỳ vui mừng thế nhưng ai có thể lường được chỉ trong nháy mắt Năm đạo pháp thân của tiên vương liền nổ tung, trên lệch thực sự là quá lớn. Hắn nghĩ thôi cũng đã thấy sợ, nếu lúc đó mình không biết sống chết lộ mặt ra thì kết quả cũng sẽ giống mấy đạo pháp thân kia. Chương 2.200 Không có ác ý Ngao Linh đi theo sau lưng ngao địch tiên vương nhìn thấy cố trường ca đang đi về phía này, trong lòng không khỏi mất bình tĩnh, nàng há miệng vốn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống bởi vì ánh mắt của cố trường ca chỉ đảo qua ngao địch tiên vương bên người nàng một chút, sau đó nhìn nàng một cái rồi rời đi, hiển nhiên là hắn không nhớ ra nàng. Chuyện này khiến trong lòng ngao linh có chút chua xót, rõ ràng là đã gặp nhau ở vô vàng kỷ nguyên trước, vậy mà bây giờ gặp lại hắn cũng không nhận ra nàng. Hay là lúc trước cố trường ca vốn không nhớ rõ nàng. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu công chúa của long tộc mà thôi trải qua vô số kỷ nguyên ai có thể nhớ tới chuyện tình xa xưa ấy. Ngay cả thời gian cũng đứt đoạn rất nhiều. Khoảng thời gian kia đã trôi qua, hiện tại cũng không còn lưu lại một chút dấu vết nào, ai có thể nghĩ đến hậu thế vẫn còn một người như nàng chứ. Ngao Linh đứng bên cạnh Ngao Địch Tiên Vương, trong mắt có chút buồn bã, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn không đến gặp Cố Trường Ca. Hơn nữa chuyện ở cấm kỵ kỷ nguyên chính nàng cũng không nhớ rõ không hiểu sao lại phát sinh nên chuyện đáng sợ như vậy ở trong trí nhớ của nàng người này có tính cách cực kỳ ôn hòa cho dù là vị phụ thân không sợ trời không sợ đất không để ý bất cứ thứ gì của nàng thì khi đứng trước người này cũng cực kỳ tôn kính còn từng nói thứ bản thân theo đuổi cả đời chính là muốn chạm được vào cảnh giới kia nhân vật vô địch như vậy tại sao đời sau lại trở thành ma đầu khiến vô số sinh linh sợ hãi kiên kỵ hủy diệt chư thiên chém đứt tiên cổ Ngao Linh suy nghĩ một hồi rồi quyết định đứng yên quan sát động tĩnh. Hiện tại thế cuộc ở tiên vực làm cho nàng có chút khó hiểu. Giống như thân ảnh mấy vị tiên vương vừa mới xuất thủ ban nãy, dưới tình huống không nắm chắc phần thắng mà bọn hắn vẫn lựa chọn hiện thân, chuyện này vốn có chút khó có thể tin nổi. Lẽ nào mục đích chính của bọn hắn là để thăm dò vị này, đại nhân, vị tiên vương vừa mới ra tay đến từ trung tiên vực, hắn tên La Vương, những người còn lại đều có liên quan đến trung tiên vực cho đến hiện tại những tiên vương có thể gọi tên đến từ các tiên vực đều đã hiện thân ở chỗ này thế nhưng chỉ có trung tiên vực là không có ai đến ta nghi ngờ những tiên vương ra tay kia có liên hệ rất lớn với trung tiên vực cố trường ca đi vào trong rừng trúc nguyệt vương ở trước người hắn cung kính nói những tiên vương còn lại thì cách xa chứ không dám tới quá gần hắn rất nhiều vị khách ở phía xa cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa kính nể, đồng thời còn có một loại áp lực. Nhân vật như vậy chỉ cần nhất một bàn tay là đã có thể tiêu diệt thế giới mà bọn hắn đang sinh tồn. Tiên vực cũng sắp không còn tồn tại nữa. Thật là trẻ, căn cốt hoặc nhìn còn còn nhỏ hơn chúng ta. Có một vài thiếu niên của các gia tộc tiên vương thì thầm, ánh mắt chứa đầy vẻ chấn động. Mấy thiên chi kiều nữ cũng kinh ngạc đến tột độ, những gì trước mắt so với hiểu biết của các nàng từ trong sách cổ không trùng khớp chút nào, thậm chí còn không có lấy nửa phần tương tự. Nhưng mà những lời này của bọn hắn đã bị các trưởng bối ở bên cạnh nghe thấy. Họ quay sang lường những thiếu niên kia một cái, để bọn hắn ngậm miệng. Chớ có lên tiếng nói bậy. Bầu không khí bên trong rừng trúc rất ngột ngạt, sau khi nhìn thấy những cảnh tượng ban nảy một đám người đều vô cùng sợ hãi. Biết rõ vị này muốn hủy diệt tiên vực vậy mà sao trong hắn có tư thái ung dung quá vậy. Cố Trường Ca đảo qua nhìn qua tất cả mọi người, thu hết biểu tình của bọn hắn vào trong mắt. Hắn ngồi xuống bên trong đình đài, Nguyệt Vương rất thức thời rót trà cho hắn sau đó đứng hầu bên cạnh. Các ngươi không cần sợ, ta không có ác ý với các ngươi, Cố Trường Ca vô cùng tự nhiên nâng tách trà lên. Nhẹ nhàng thổi khói trên bề mặt. Từ trước đến nay đã xảy ra quá nhiều chuyện có những chuyện đã chôn vùi trong năm tháng, lại có những chuyện vẫn còn lưu lại trên thế gian. Kiếp này bản thân ta có thể đạt được năng lực bậc này chính là tạo hóa hiếm có, khí vận tại người. Ngao địch tiên vương, cổ huyền lão tiên vương. Khô âm tiên vương đều khoanh tay đứng thẳng ở cách đó không xa nghe vậy, trên mặt lập tức có chút biến hóa. Hắn đang nói cho bọn hắn biết, bọn hắn có thể sống tới bây giờ rồi đạt được tới tiên vương đều là do tạo hóa của bản thân, có điều cho dù cố trường ca nói với bọn hắn rằng hắn không có ác ý nhưng bọn hắn vẫn không dám vọng ngôn thậm chí không dám hỏi nhiều thêm một câu cố trường ca khẽ lắc đầu hắn đặt tách trà xuống rồi nhìn về phía nguyệt vương hồi bẩm đại nhân hôm nay trung tiên vực không có bất kỳ tiên vương nào đến nguyệt vương nói với vẻ mặt nghiêm nghị vào lúc này những động tĩnh của trung tiên vực dường như lại muốn báo cho mọi người rằng bọn hắn sẽ không dễ dàng quy thuận như vậy la vương điều khiển pháp thân ra tay chính là minh chứng rõ ràng nhất cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé